Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều tối của ngày 22 tháng 6 năm 2024. Chúng ta điểm tin một số cái tin của thế giới. Trước hiện tại Venezuela thì ông Maduro đã chỉ trích Mỹ đã tham gia vào cái cuộc đảo chính tại Venezuela, Nam Mỹ. Thì chúng ta biết là chuẩn bị bầu cử vào tháng 7, cho nên hiện nay là chúng ta biết là mỗi lần nào đảo chính thì Mỹ đều có cái bàn tay của Mỹ thọc vào cái can thiệp quyền đảo chính tại chính trường tại Venezuela. Thì lần trước thì đã cấy một cái tên vào cái quốc hội, sau đó đã bị quản thúc, đến năm nay thì lại tiếp tục. Tại Hàn Quốc thì chúng ta biết là cái ông tổng thống Hàn Quốc đây là một trong những cái tay hiếu chiến nhất từ trước đến nay trong rất là nhiều cái đời tổng thống của Hàn Quốc, thì chủ yếu là người ta làm ăn kinh tế. Nhưng mà vị tổng thống này thì chúng ta thấy là có vẻ là thích chiến đấu, thích đánh nhau, tức là quan tâm về các vấn đề quân sự, quốc phòng. Và từ ngày anh lên với lại cùng anh Kishida thì chúng ta biết là đã qua Mỹ rất là nhiều lần và có những cái cuộc tập trận liên tục. Và gần đây gần như là anh muốn là coi như là tấn công vào Bắc Triều Tiên, tức là nó gọi là tấn công phòng ngừa trường hợp là Triều Tiên sẽ đánh Hàn Quốc tiềm tàng, thế thôi. Nhưng mà đang chuẩn bị định có cái kế hoạch tấn công thì chúng ta biết là ông Putin đã qua và ký hiệp ước phòng thủ, nói chính xác ra gọi là hiệp ước phòng thủ các bạn nha, đối với Triều Tiên và Nga, tức là một trong hai nước bị tấn công thì nước kia sẽ có trách nhiệm bảo vệ. Thế thì và ông Putin cũng đã trấn an Hàn Quốc là đây là một cái hiệp ước phòng thủ, còn trong trường hợp mà tấn công Triều Tiên thì lúc đó là cái tình hình nó sẽ là khác. Tuy nhiên thì Hàn Quốc đã triệu đại sứ Nga tại Seoul để mà làm rõ cái vấn đề này và đề nghị Nga là phải dẹp bỏ ngay cái hiệp ước này và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thực tế đã cung cấp rồi, nhưng bây giờ công khai hàng trăm nghìn viên đạn pháo và nói rằng là vì Nga và Triều Tiên là coi như là ký hiệp ước cho nên Hàn Quốc bây giờ mới làm như vậy. Và Putin cũng đã cảnh báo nếu mà cung cấp các vũ khí hạng nặng cho Ukraine thì cái chuyện gì xảy ra thì chúng tôi chưa dám nói trước đối với Hàn Quốc. Mà câu nói này thì người ta theo phương Tây thì người ta bảo là đã có lửa, tức là ông Putin đã cứng rắn hơn sau rất là một loạt các cái không gọi là bên đấy nó gọi là mềm yếu thì bây giờ cứng rắn hơn, nhưng mà thực tế là đó là một sự nhân lượng hoặc là dè dặt của Nga mà thôi. Kể cả bên NATO hiện nay thì người ta cũng đã thấy là ông Putin đã cứng rắn hơn trong các cái vấn đề đối với các nước châu Âu, có thể là giáng trả như thế nào đó, thậm chí là đánh thẳng vào một quốc gia nằm trong NATO xem làm cái gì. Thì thực tế là cái gì cũng đều phải xảy ra. Một cái ông đại tá trợ lý Leo Long Gấp, cựu đại tá của bên Mỹ, thì cũng đã nói rằng là hiện nay NATO cũng đã đánh mất chính mình, đánh mất cái quyền năng của mình, và bởi vì là họ đang xa đà giúp cho Ukraine, cung cấp cho Ukraine, cho nên là họ đã quên mất cái bản chất của họ là chính là phòng thủ. Đây là một liên minh phòng thủ nhưng mà thực tế là tấn công, và họ rất là hào hứng trong cái vấn đề là cung cấp các loại vũ khí tấn công của Ukraine cho quân Ukraine để đánh vào đất Nga, và tất cả đều rộ lên như vậy hết. Thì chúng ta thấy là ông Putin hiện nay đang có thể nói là đang rất là nổi giận. Thì cái gì nó xảy ra thì chúng ta sẽ tiếp tục xem. Và bên Ukraine tiếp tục là nói Mỹ, thì hôm qua chúng ta có một cái tức là thông tin là các nước EU đã đồng loạt đồng tình cùng với Ukraine là ép Mỹ cho phép tấn công toàn lãnh thổ Nga ở bất cứ nơi nào. Nhưng Mỹ thì chúng ta biết là leo thang từ từ và dè dặt để xem cái ý tứ của ông Putin là như thế nào. Thì trước hết là cho đánh vào các khu vực gần các cốt, và đến bây giờ thì lại nói là cho phép đánh xa 100 km, mà không chỉ là các cốt mà các cái vùng nào mà quân Nga đi qua. Và đến bây giờ thì Ukraine nói là đề nghị là cho đánh tất cả các sân bay trong lãnh thổ của Nga, kể cả ở Siberia, vùng phía Bắc hay là cái vùng Trung Á. Thì chúng ta biết là cứ mỗi lần như thế này thì không phải là Ukraine nó đề nghị đâu, mà cái này khả năng là Mỹ và NATO mớm lời thôi, coi như là cũng là thăm dò. Tức là đây là ý kiến của quân đội Ukraine, của Zelensky, chứ không phải là Mỹ có ý đó.
thế họ cứ leo dần mà chúng ta thấy là mới đầu là attachment là không không mang đến, chỉ có bằng tone shadow của Anh, sau đó scale của Pháp, rồi bắt đầu là đến attachment. Rồi attachment chỉ được phép đánh gần gần các cốt thôi, thì bây giờ cho phép đánh xa, 100 km thì chúng ta biết là rồi 200-300 cái chuyện đấy là nó là leo thang. Và tiếp tục bây giờ nó lại mớm lời tiếp VF là cho phép là F-16 hoặc là cho các tên lửa tầm xa hoặc tên lửa đạn đạo hoặc là UAV đánh tất cả các sân bay của Nga. Thì cái điều này nó có tất nhiên nó cũng là nó giống như là mũi đốt inox, nhưng mà rõ ràng là Nga là phải đề phòng. Và cái vấn đề là họ đã nhân danh cái bàn tay của Ukraine để mà tấn công Nga, làm suy yếu Nga. Cái điều này là điều rất nguy hiểm, chứ không phải nó là tiền lệ và rất nguy hiểm. Và nó đang, thực tế nó đang bước qua tất cả các làn ranh đỏ rồi. Thì đối với Nga, Nga nói bây giờ không có làn ranh gì nữa, bây giờ Nga làm cái bục một cái là xong thôi, nhưng mà có cái là làm đi. Hoặc là phải phát ngôn như là người ta cũng đang mớm mớm lời. Và nó mớm lời lần nào là nó lấn lần đó, nó mớm lần nào là coi như là nó làm thật. Thì trong khi nó đồng ý là nó chỉ leo thang từ từ, nhưng mà Nga thì Nga nó muốn hất luôn cả cái thang đó cơ. Nhưng mà có cái là bây giờ anh phải làm đi chứ, anh làm như thế nào, lộ trình như thế nào thì anh cũng phải làm. Thì hiện nay tôi thấy là nó leo thang một cách rõ ràng như vậy, mà nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Đấy, thì đang xin phép, mà thông thường những cái xin phép đó là đều được Mỹ chấp thuận, cho dù nó hơi chậm một chút. Đấy, nhưng mà tất cả đều được chấp thuận hết. Mà thực tế đây là chính là cái chiến lược của Mỹ thôi. Chúng ta biết là hiện nay Mỹ đã đóng cửa thị thực Nga tại Washington và New York, tức là không cho vào các khu vực này. Còn tại khu vực Biển Đen, Aden, vịnh Aden thì một tàu Anh lại tiếp tục bị Houthi tấn công. Trước đó thì chúng ta thấy là tấn công 3 cái tàu của Mỹ và Anh ở khu vực đấy, và có một cái tàu đã bị chìm. Mỹ cũng đã tấn công Houthi, tức là vào các cái... nó gọi là các cái bộ phận tai mắt của Houthi ở khu vực Yemen. Thì chúng ta biết đó chính là các hệ thống radar, các cái hệ thống phòng thủ của Houthi đã bị tổn thất rất nhiều trong cái cuộc tấn công vừa qua. Tổng thống hiện nay Thủ tướng Trung Quốc đã hủy cái cuộc gặp với Phó Thủ tướng Đức trong cái khuôn khổ đã được định trước, thì không biết lý do gì, chắc là cũng tôi cũng lo bận cái chuyện lớn lao hơn thôi. Hungary hiện nay là chúng ta biết là đã là chủ tịch hội đồng của EU trong 6 tháng từ tháng 7 đến hết tháng 12, và Hungary cũng đã bác bỏ cái sứ mệnh của mình trong NATO về việc cung cấp năng lực quân sự cho Ukraine, tức là ai cung cấp thì cung cấp, còn riêng ông thì thôi. Ông Murata, tổng thư ký Liên Hợp Quốc thì nói rằng, cảnh báo thế giới rằng và cảnh báo Israel rằng là không được biến Liban trở thành một Gaza thứ hai. Hiện nay là bên chính phủ Israel đã hạ quyết tâm là coi như là phê duyệt tấn công Liban và có thể là xâm lược Liban. Thì tình hình này chúng ta thấy là nó rõ ràng là càng ngày càng leo thang ở tất cả các cấp độ, và tất cả khu vực Trung Đông đều nằm trong cái điểm nóng. Mà chúng ta biết là Hamas với Iran thì nó khác với lại Iran với Hezbollah, nó khác nhau hoàn toàn như vậy. Và hiện nay chúng ta biết là Nga cũng đã tuyên bố là sẽ cung cấp vũ khí cho tất cả các đối tác của mình để mà chống lại các cái lực lượng đồng minh do Mỹ đứng đầu ở trên khắp thế giới. Thì cái việc này cũng phải làm ngay và làm nhanh và cũng phải có kết quả ngay, chứ còn chúng ta thấy nó chỉ là phát ngôn không thì là rất là nó sẽ lờ mặt, nó sẽ coi như là nó nhờn thuốc đấy các bạn. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là ông Putin sau khi đã xong hết các chuyến công du, và bây giờ thì tôi nghĩ là cái mùa hè cũng đã đến rồi, bây giờ cuộc tổng tấn công thì chưa thấy đâu, thì bây giờ là đến lúc là phải thể hiện cái điều này thôi. Thì tí là chúng ta vào mặt trận thì cũng đã có một số cái điểm sáng có vẻ như là lóe lên, nhưng mà tôi nghĩ là đấy nó không phải là từ quyết định của Putin, mà nó là quyết định từ chiến trường, từ thực địa mà nó sinh ra những cái chuyện đấy, chứ không phải là ông Putin về đã quyết định những cái chuyện các cái lỗ chỗ, các cái chiến trường như vậy. Và đêm hôm qua thì Nga cũng tiếp tục tấn công toàn khu vực của Ukraine, chủ yếu là khu vực miền Tây, miền Trung và một số ở miền Đông. Thì trong đó là có cái nổ rất lớn tại Pavlovsk, và có thể nói rằng là có rất nhiều cái hệ thống năng lượng
là đã bị phá hủy tại đây của 5 khu vực. Ngoài ra thì chúng ta thấy hôm nay, tối hôm qua thì bên Ukraine cũng đã tấn công vào khu vực nó cũng hơi lạ lẫm đối với Nga, đó là Smolensk. Các bạn biết là Smolensk thì nó lại nằm, nó không có liên quan gì đến biên giới, như là đây là Bryansk, đây là Kursk và đây là Belgorod, thì nó là giáp với Kharkov, với Sumy và Chernihiv. Còn Smolensk thì chúng ta thấy nó trên này, nó giáp với để Belarus và nó gần phía trên Litva, Latvia trên này, và nó giáp với Bryansk thôi chứ nó không giáp gì đến đây. Thì hiện hiện nay nó đã tấn công sang Smolensk, tất nhiên cũng đã bị bắn hạ, nhưng mà rõ ràng cái việc mà bắt đầu đánh sâu vào trong lãnh thổ Nga thì chúng ta biết là nó sẽ rất là nguy hiểm. Mà Smolensk thì chúng ta biết với Moscow là giáp nhau, đây là cái ranh giới giữa Smolensk đây, Smolensk này và đến Moscow đây, chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. Thì tất cả các cái vấn đề này tôi nghĩ là Nga cần phải quyết đoán trong cái mùa hè này. Trong tất cả các cái tuyên bố của người ta như thế nào thì có phải có những tuyên bố đáp trả, và nếu họ hành động như thế nào thì cũng có những hành động đáp trả. Chứ bây giờ họ nói và họ làm thì bên này chỉ có nói thôi thì không được. Tôi nghĩ là bây giờ là đã đến lúc này là coi như là tất cả nó đã rộ lên, và nó muốn là coi như là làm suy yếu và tấn công. Trong trường hợp nếu mà nó tấn công Nga thì cái chuyện đấy là nó là một kẻ, tất cả các nước nó đều tấn công Nga thì nó là một kẻ, hoặc là hạt nhân mà tấn công công Nga thì lúc đấy thì Nga đập một phát một lần một thì nó cũng thì không nói làm gì. Nhưng mà nó cứ nhì nhằng như thế này thì rõ ràng nó rỉa và nó làm hao mòn và nó làm nó phân tán, và thậm chí là nó làm nhờn cái ý chí nếu có. Chúng ta nói là nó làm như vậy là Nga sẽ đuối, sẽ nó kia, không có. Nhưng mà nó rõ ràng nó làm nhờn, mà nó nhờn đi là nó là nguy hiểm, tức là mất cảnh giác. Hiện nay Putin cũng nói thẳng luôn là coi như là chúng ta không cần đánh trước, chúng ta rất là quyết đoán và chúng ta đủ năng lực để tiêu diệt toàn bộ NATO, nói thẳng như vậy mà. Và cái năng lực hạt nhân của Mỹ hiện nay thì người ta nói là đã dưới ngưỡng của Nga rồi, tức là không thể đối đầu được với Nga. Người ta tức là các cái chuyên gia quân sự của phương Tây người ta nói là nó được không thể đối đầu nổi với cái hệ thống hạt nhân của Nga. Tất nhiên khi mà đánh nhau thì rõ ràng ấy, thì là chúng ta biết là không chột thì cũng què, bên nào cũng vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng như hôm trước chúng ta đã phân tích là nếu mà choảng nhau thì bây giờ Nga, tôi nói ví dụ như hôm trước là tôi đã nói là thí dụ Nga Nga là có chiếc này cái lãnh thổ đấy, cái lãnh thổ không to bằng thằng này, Mỹ thì bằng một nửa đấy, tôi nói ví dụ thế. Thế Mỹ bây giờ là còn 5,5 nghìn, 5,5 nghìn tức là đầu đạn, Nga là gần 6 nghìn đấy, đây là chưa tới 5 nghìn, Nga là gần 6 nghìn. Thế thì bây giờ giả sử đánh nhau bây giờ là ông xài hết 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 trên này thì Nga còn 5 500, còn 0,5, còn 0,5 thì ông này hết rồi. Nếu đánh hai ông đều đánh hết, và nếu mà đánh vào lãnh thổ của nhau thì ông này là hết này thì ông Nga chỉ mới hết một nửa thôi, còn cái vùng CBD và cũng còn cái 0,5 này nữa này, còn 500 đầu đạn này nữa. Đấy, chưa nói là 500 đầu đạn này thì ông này chỉ giỏi lắm dùng được 4,5 thôi. Cộng với cái ông Pháp ông Anh thì chúng ta biết vừa rồi đã xịt rồi, xịt rất nhiều, cứ cho hai ông cộng lại là 1.000 nữa đây là cũng là 5,5 rồi. Trong khi của Nga thì luôn luôn nâng cấp, luôn luôn là coi như thay đổi về cái kho, luân chuyển cái kho, có thì xịt xịt là đem bắn trước hết. Thì bây giờ có thể nói đã hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Thì nếu ông có 5,5 mà người ta còn 6 đây thì chúng ta biết là cái châu Âu thì Nga thì làm xin lỗi là 30 giây, rẹt 30 giây là đi sạch rồi, chứ là giống như bà Van Nga mà nói nó trở về cái thời kỳ là cái thời kỳ đồ đồng đồ đá, mà còn âm thêm 200 năm nữa tức là để cải tạo lại đất. Thì chúng ta biết rằng là cái điều này là điều không muốn, tất cả họ đều biết Nga là như vậy hết. Nhưng mà cái trò mà cái rỉa rói như thế này thì tôi nói thật là tôi về bản thân chúng ta thì chúng ta thấy rất lo lắng. Cứ mỗi ngày cái là một vài cái máy bay, rồi ngày hôm sau thì một cái mắt thần, ngày hôm sau là một cái cơ sở tức là cũng là tai mắt là radar, rồi hôm sau nữa là F-400, hôm sau nữa là coi như cứ vân vân cái kiểu như vậy. Thì chúng ta thấy là rất là rõ ràng rất khó. Mà bây giờ sân bay thì khắp nơi,
thì bây giờ là các cái sân bay gần gần đây là gần như không dám chậm đậu máy bay nữa. Mà khi mà tác chiến thì chúng ta biết rồi, mỗi lần mà cất cánh lên là người ta cũng biết, bên này cất cánh lên người ta biết, thì bên này cất cánh lên là người ta cũng biết. Đấy, cho nên anh đi đâu về đâu là người ta biết hết, thì rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên nếu mà trong trường hợp mà nó mượn tay của người ta để vào đánh vào tất cả các sân bay và các cơ sở quốc phòng cũng như là cơ sở kinh tế lớn của Nga, thì rõ ràng nó cũng đấy là một sự làm suy yếu Nga. Suy yếu thứ nhất là nó đã giảm làm hao mòn các cái vũ khí khí tài Nga, mà cái thứ hai nữa là nó làm cho Nga phải phòng thủ, tôi phải trốn, phải nấp, phải xa, thì cái đấy là yếu mà, cái đấy là yếu. Chứ anh ngay sát đây thì nó là mạnh này, chứ là anh ở bờ Siberia thì có chuyện gì, anh Siberia anh bay qua khoảng 10.000 km thì cái đấy là một cái sự là yếu rồi đấy. Đấy là một cách nói thôi. Yếu đây cũng có nghĩa là ít hoặc là thua kém, mà yếu đây là anh từ xa anh đến cũng là yếu hơn là cái thằng ngay đây. Đấy, cho nên nó đã làm yếu được đi phần nào sức mạnh của Nga, lẽ ra là coi như là áp đảo hoàn toàn, nhưng mà bây giờ rõ ràng anh cũng phải tính đến những cái chuyện mà bị tấn công, bị phản công ngay trong cái đất của mình, rất là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta đi vào mặt trận, thì mặt trận hôm nay thì nổi trội, tôi nói nhanh thôi, thì hiện nay thì Nga vẫn đang đánh có vẻ khắp nơi, nhất là cái khu vực mà chỗ Kupian đây, rất là nhiều trên Makivka đây, thì hiện nay cái chỗ này là Nga đang đánh ngang khu vực này, thì chúng ta biết nó là sẽ là cái khu vực Lugan. Nhưng mà cái chỗ này thì đã bị bên Ukraine đánh UAV rất nhiều vào cái khu vực này các bạn nhé. Tuy nhiên thì Nga cũng đã bắt đầu đang tiếp cận dần ra cái khu vực này. Đấy, trên Makivka, chỗ là Novovodianka và Novoyevka đấy. Đó. Cái chỗ đó là cái một. Cái thứ hai nữa là cái khu vực trên này thì Nga cũng đang bắt đầu tiếp tục nóng ra. Đấy, chúng ta biết là cũng đã giải phóng hết cái chỗ Masov và Androvka đấy rồi. Còn riêng cái chỗ Stelmakovka này thì vẫn chưa. Đấy, thì cái chỗ này thì tất cả chỗ nào Nga cũng đã, đây chúng ta thấy cứ vàng vàng này, đấy, là biết là Nga đang khắp nơi, tuy nó cũng là nó gọi là cũng không phải là tấn công lớn, nhưng mà tức là tấn công nhỏ thôi, nhưng mà tôi thấy là khắp nơi các bạn nhé. Đấy, còn cái khu vực như này Tarni này thì cũng là rất là khó khăn, hiện nay là bên Ukraine người ta đang xoáy vào đấy, thì chúng ta biết là từ hồi nào giờ không nhộn ra được. Mà chỗ ta này là cái chỗ rất khó. Còn đây hiện nay cái chỗ này và nó lại tấn công vào cái khu vực này, chúng ta biết là trong này là có cái nhà máy lọc hóa dầu của Nga đang kiểm soát. Thế này chỗ này Verkhokamensk, chữ này là Spirina, thì chúng ta biết là đây là Verkhokamensk, là nó rất nhiều cái nhà máy, rất nhiều kho tàng dầu ở đây. Đấy, thì hiện nay là họ đang cũng chăm hăm vào cái khu vực này. Ngoài ra cái chỗ này VNK thì Nga cũng lên, nhưng mà cũng lên chưa được bao nhiêu. Tức là tóm lại chỗ nào Nga cũng tấn công cả. Còn đặc biệt là chỗ Rasdorovka này thì chúng ta biết là Nga đang cố gắng phá cái vòng vây trên này để cô lập hoàn toàn cái Rasdorovka. Thì chỗ này cũng có, chỗ này cũng có. Nhưng mà có cái là chúng ta thấy là rõ ràng là Nga là cái chỗ này nó gần như trong rõ, nó gần trong cái nồi hầm rồi. Rồi đây thì Nga cũng lên. Còn riêng chỗ Chasovka thì chúng ta thấy là Nga đã mất tương đối khá cái vùng này, cái chỗ này vẽ cũng chưa đúng đâu. Cái chỗ này là hiện nay là nó là như thế này các bạn này. Đấy, thì đây là chúng ta thấy là cái đường sắt, cái đường sắt. Cái chỗ này thì tôi làm nhỏ lại, nếu mà to lên thì nhìn nó ghê lắm, nhưng mà tôi phải làm nhỏ lại một chút để chúng ta dễ nhìn hơn. Thì cái khu vực này thì Nga đã Kaliningrad cũng đã qua cái chỗ này. Nhưng mà nó rất là mong manh đấy các bạn nhé, rất là mong manh, luôn luôn là bị tổn thất, tại vì là UAV đó chỉ có sẵn cái chỗ cái đập này thôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái chỗ này, khu vực này là mất rồi này các bạn, nó là như này này, đây là khu vực này là của bên Ukraine quản lý này, các bạn nhé, cả đây luôn này. Tức là cả phía bắc và cả phía đông bắc của trà xuất ra, thì còn phía bên này là của đỏ của Nga thôi. Đấy, thì như vậy là người ta có một cái ý suy nghĩ là gì, tức là Nga phải rút lui cái chỗ khu vực này, hoặc là không tiến nữa, ít nhất là không tiến nữa. Đấy, và cái số tức là cái vùng mà Nga đang kiểm soát này thì còn Nga hay không, đấy, còn Nga hay không, còn bao nhiêu, thì người ta đang dự đoán là có khả năng là Nga rút để mà cái
Pháp 3.000 là sẽ đánh vào khu vực này. Cái Pháp 3.000 sẽ đánh đánh để giải phóng cái khu vực này, chứ tôi thấy nó cũng hơi lâu rồi. Đấy. Và bây giờ còn chờ là chờ cái gì nữa? Đấy, chờ hội nghị chúng nó đã xong rồi, chờ ông Putin đi về rồi, mùa hè cũng đã bắt đầu đã gần hết cái tháng 6 rồi. Đấy, thì lúc nào nữa thì tôi nghĩ là bây giờ cũng đã lúc đánh. Và trong hai cái quả mà Pháp 3.000 đánh vào Lipsy, thì theo như là bên phương Tây người ta nói thì là Nga đã đánh trước. Đấy, Nga đã đánh trước. Và một cái thì đánh trúng, nhưng mà cái đánh trúng nhưng mà cuối cùng là cái chung cư nó vẫn đứng vững được. Đấy. Đấy, tất nhiên là nó sẽ rụi hết ở trong nhà, trong nghĩa là chân không chân khiết nó rút, nhưng mà rõ ràng là về đứng về cái độ mạnh ấy thì mà hoặc là đã đánh trượt, hoặc là coi như là anh chỉ phá hủy được một phần nào đó thôi, chứ không không đổ sụp hoàn toàn một cái tòa nhà mà như chúng ta nói là giống như Israel đánh ở Gaza. Đấy, tất nhiên là cái bên Nga và bên Ukraine thì người ta xây dựng rất là chắc chắn và trên những cái đất thịt, nó không giống như là cái xây không chắc chắn và trên đất cát của bên bên Gaza và Israel thì không so sánh với được. Nhưng rõ ràng là Nga cũng đang thử nghiệm cái 3.000, chứ không phải là coi như là đánh đâu trúng đó, không chưa phải là đại trà mà đang thử nghiệm. Nếu mà ok rồi thì chắc chắn là anh cha xuất gia này sẽ được tặng, và anh vốt cha ở trên kia cũng sẽ được tặng. Thì đấy là những cái chỗ và cái điểm mà chúng ta thấy là Nga cần phải làm ngay. Cái một số cái kênh nói rằng là Nga là bị bao vây ở cái chỗ này, thì nói là đấy là thông tin cũ rồi các bạn nha. Nga bây giờ là chúng ta thấy là thông thoáng hết rồi, nối liền nhau hết rồi. Còn chính Ukraine là bị cô lập cái vùng này, mà theo tôi là nó cũng là tàn quân, là cũng đã bị tiêu diệt. Nhưng mà tuy nhiên là bên phía Ukraine người ta cũng chưa công nhận cái điều này, thì chúng ta cũng ghi nhận vậy thôi. Thành tất cả các cái khu vực này thì chúng ta vẫn thấy là bên Ukraine người ta cũng đã cố gắng lên cái đội chưa được, và cái khu vực này thì người ta cũng đang cố gắng cầm cự. Nhưng mà theo tôi thì khả năng là 3.000 sẽ ném vào mấy nghìn quân tại khu vực này. Đấy, nói khẽ khẽ thôi, không thể nó đi hết. Nếu mà nó đi hết thì Nga giải phóng cũng chẳng có vấn đề gì. Còn cái khu vực dưới này thì chúng ta thấy là nó vẫn là đang tranh chấp ở cái chỗ khu vực bờ sông Sarsia hai bên. Khu vực này thì cũng không họ không thể qua được cái chỗ Serara này của Nga rồi. Còn cái Lipsy thì hôm qua chúng ta đã biết rồi, có hai cái quả bom thì nó cũng theo Ukraine nói là không ăn thua gì, nghe thì cũng nổ cũng kinh nhưng mà cũng không ăn thua gì. Cái vấn đề hôm nay cái chỗ này quan trọng nhất đó chính là chỗ Gorovka, thì chúng ta thấy khẩu súng đỏ của Nga đây, và Nga đã chiếm được cái thành cái gọi là nó gọi là cái làng Sumy này. Đấy, rất là quan trọng. Sumy này thì chúng ta nhớ là trước đây là chỗ Pivdene này, thì là có mấy quả núi cao đây, thì họ đã đánh vào cái chỗ Gorovka. Hồi đấy chúng ta rất là lo lắng cái chỗ Gorovka này. Đấy, tức là nó to không biết bao nhiêu lần so với Adivka. Đấy, chúng ta thấy Adivka thì chỉ là mũi ở đây thôi. Đó rồi, Adivka rồi. Đây, Adivka này, chúng ta thấy bé tí đây này. Mà Gorovka này thì chúng ta thấy rất là to. Đấy, thì trước đây họ cũng đã định đánh vào đây để mà mở cái, tức là để quên cái Adivka đi này. Đấy, thì lúc mà sắp thua này, thì đánh vào đây thì cuối cùng là Nga đã giải phóng mấy cái, tức là quần núi cao ở đây. Thế bây giờ cái chỗ Sumy, hồi đó chúng ta đã nhắc đến Sumy và Pivdene, thì hiện nay là hôm qua Nga đã giải phóng toàn bộ khu vực này. Cái chỗ này nó sẽ hướng đến Torez. Đây là Torez. Thì Pivnichne thì bây giờ Nga đã bắt đầu tấn công từ đây. Nếu mà chúng ta nhìn rộng ra thì cái chỗ này Nga đã vượt qua cái hệ thống, tức là tuyến phòng thủ thứ nhất. Đây là những tuyến phòng thủ được xây dựng từ năm 2014. Và bây giờ Nga đang tiến tiếp đến cái phòng thủ thứ hai là Pivnichne. Nếu qua được cái chỗ này thì Nga sẽ đi thẳng tới Torez. Đây là một cái thành phố có thể nói rất lớn ở khu vực này. Ngoài ra, để phối hợp với cái chuyện mà Nga đang đánh tấn công tại cái chỗ khu vực Pivnichne này, thì Nga cũng đang bắt đầu tấn công ra khu vực New York. Đang tấn công khu vực New York, và phía dưới này Nga cũng đang tấn công lên khu vực New York. Ngoài ra, cái chỗ Kalinove Nga cũng đang tấn lên. Đây có nghĩa là Novo Oleksandrovka thì đã lên tới nơi rồi. Thì hiện nay nếu trong trường hợp lẽ ra Nga phải lấy cái này lâu lắm rồi, thì từ cái chỗ này thì khi mà đánh vào núi New York là chúng ta thấy là rất là gần. Đấy, thì hiện nay là Nga đang có những cái toan tính khác ở khu vực này, nhưng rõ ràng là Nga vẫn cần phải chiến đấu chỗ này và tiến theo con đường này, tiến theo lên trên này. Còn Oleksandrovka thì cũng tiến theo lên đường này, sẽ gặp cái đường đó, tức là đường gọi là đại lộ
từ Pokrovsk đi Konstantinovka. Thế thì chúng ta quay trở lại cái chỗ khu vực mà Nga mới chiếm được ở đây, thì nó cái hình cái thái này chúng ta thấy là đây nó là sẽ cái khu vực này. Đấy, thì như hôm trước là tôi đã có vẽ đây được các bạn. Đó. Thì khu vực này thì chúng ta sẽ thấy nó là chính là Torez. Nó còn có tên nữa là Dresdzhinska. Thì hiện nay Nga đang tấn công khu vực này, Definitsia, New York và Zalinia. Cái chỗ này là các cái chỗ này nó bé bé thôi, thì bây giờ Nga phải giải phóng cái chỗ này, phải giải phóng cái chỗ này để bắt đầu là bắt đầu sẽ quay sang cái chỗ Torez đây. Còn cái chỗ này cũng thế, thì Nga tấn công lên chỗ này để phải lấy bằng được New York. Nếu lấy Torez và New York xong thì cái khu vực này nói chung là xong. Tất nhiên sẽ có sự hỗ trợ của chỗ Chechnya, Arkhangelsk này, Nga cũng phải đánh vào. Đấy. Nga chỉ phải lấy được cái chỗ này rồi, thì cái chỗ cái khoảng này, ông này Oleksandrovka đã tới được cái đường này thì cô lập hoàn toàn các cái đường quốc lộ cũng như là đại lộ ở đây. Rồi sau đó là sẽ tiến thẳng lên Konstantinovka, còn anh chàng này thì tiến qua gọi là Pokrovsk. Đấy, thì chúng ta thấy là hiện nay cái hình thái này rất là ổn. Thì chúng ta qua cái bản đồ này nó rõ hơn. Đây là cái Sumy chúng ta mới kể, mới nói xong. Thì đây là cái vành đai thứ nhất, xanh xanh nha các bạn nha. Đây cái vành đai tôi biểu hiện nó xanh. Thì còn cái đây là Pivnichny. Pivnichny thì chúng ta nói là đây là cái tuyến phòng thủ thứ hai. Đấy, cái ngoằn ngoằn đấy. Thì chúng ta thấy là sau đó ngoài cái tuyến phòng thủ này, còn đây là các công sự thôi các bạn nha. Cái gọi là công sự kiên cố, thì còn đây là các cái tuyến phòng thủ. Và sẽ đến Torez. Còn hôm qua thì Nga qua được cái tuyến phòng thủ này, lấy được cái Sumy đây. Đây là từ Sumy các bạn nhé. Sumy này là nó cũng SH Su và Mi. Còn cái chữ Sumy trên kia thì nó là SU thôi, chứ không phải SHU. Sumy trên kia là SUM Y ngắn. Còn đây là Sumy này là Sumy có H và Y dài. Đấy, thì hiện nay cái khu vực này thì chúng ta thấy là nó có một cái tuyến phòng thủ thứ hai, đó là từ Druzhba xuống Pivnichna và xuống Zalesna. Thì qua ba cái hệ thống phòng thủ này là sẽ đột phá được Torez. Thì Torez hiện nay là Nga đang trên đường tiến đến Torez các bạn nhé. Chúng ta quay trở lại cái bản đồ này. Đấy, thì đây là Torez đây. Thì chúng ta biết là Nga đang Druzhba đây, Pivnichna đây, Zalesna đây. Thì đây chúng ta sẽ đi theo cái lối như thế này. Đấy, đi ra đây thì chỉ còn mỗi một cái chỗ này nữa thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục lưu ý. Và chỗ New York trong những ngày tới đây sẽ khu vực này nó rất là rộn. Như vậy là cái chỗ này nó chúng ta thấy là cái chỗ mà hỏng hỏng nhất thì nó là chính là nó rồi. Xin lỗi các bạn nha. Thì nó rơi quyển sách. Thì chúng ta thấy là cái khu vực này nó đang rất là độc. Thì nó sẽ Nga phải làm cái khu vực này trước. Sau đó rồi thì trên chỗ này chúng ta thấy trang số ra nó giáp đây, Konstantinovka đây. Thì chúng ta đang nói là sau khi tố đang xong là sẽ đi lên Konstantinovka là chính nó đây. Đấy, chính nó đây. Còn ông Oleksandrovka từ đây mà lên cái đường này đây. Đấy, lên cái đường này đây. Nếu mà nó to quá thì chúng ta nó rối. Nhỏ lại thì chúng ta sẽ thấy cái đường nó rất rõ. Đó. Thì cái chỗ này sẽ lên đây thì ông này ông sẽ lo cái vấn đề Pokrovsk. Thì từ Pokrovsk nó có một con đường này để nó đi lên đây. Đi lên đây là chính Konstantinovka, ông cha xuất gia này. Đấy. Thì còn bây giờ chúng ta đang thấy là Nga đang đánh đây. Thì sau khi được Torez rồi thì Nga cũng sẽ có một con đường lên cũng Konstantinovka. Là như lúc nãy chúng ta nói. Còn trong trường hợp New York đánh ra và dưới này Novo Bakhmut đánh lên thì nó sẽ thẳng này thì nó sẽ ra từng cái e một. Đấy, chúng ta có thể thấy như thế thì nó nhìn cho chúng ta dễ hình dung hơn. Để anh Torez tức là anh Sumi hôm qua đây, anh phải là giải quyết cái chỗ này cho tôi cái này. Đấy, còn cái anh này nó có cái đường này các bạn thấy anh giải quyết chỗ này tôi cái này. Thì anh này anh đang lên cái chỗ ngã ba này, thì đây nó có cái đường này. Chúng ta nhìn này nó sướng hơn. Đây Pokrovsk đây đó. Đại bản danh ở đây nó chỉ có một cái trên kia rất nhiều. Đấy, Konstantinovka. Đấy, thì con đường này nó nối như vậy. Thì anh Oleksandrovka bây giờ anh đang lo vào cái chỗ này. Còn anh Novo Bakhmut anh phải có một cái đường lên đây. Và còn anh Sumy đến Torez thì sẽ có một cái đường lên đây.
đường nào cũng định cái chỗ anh chàng này hết. Chúng ta rồi chúng ta thấy rõ cái khu vực này rồi, bây giờ chúng ta rời ra chỗ khác. Cái chỗ mà hiện nay cái chỗ mà Krasnogorovka đây thì chúng ta cũng thấy là nó cũng đã có cái lồi lồi lên hôm qua tôi nói đấy, lồi lồi lên cái khu này là khu nhà thấp. Đấy, nó cũng không có gì nhưng mà nó rõ ràng nó cũng đã thể hiện là Nga cũng đã tấn công thêm. Đấy, chỉ còn tôi thấy cái chỗ khu vực này nó vẫn là rất là khó khăn cái chỗ này. Vậy thôi, còn cái chỗ Sokin khu vực trên này thì chúng ta chỗ này thì chúng ta thấy là Nga thực tế là Nga đã giải phóng hết cả rồi, nhưng mà người ta vẫn nói là tranh chấp thì cứ tranh chấp vậy thôi. Và hiện nay cái chỗ này chúng ta thấy là nó đã băng qua cái chỗ này cũng là cái chỗ gọi là nó vùng xám thôi, chứ còn Nga đã băng qua được rồi, băng qua thì chỗ giải phóng cái chỗ khu vực Sokin. Và hiện nay là chúng ta biết là đang tấn công vào các cái khu vực của gọi là Zevgenovka, và Nga đang bay tiếp tục bay UAV trên cái tuyến đường sắt này, đang kiểm soát cái tuyến đường sắt này. Nếu mà tuyến đường sắt này mà đến Progress này thì các cái khu vực trong này thì là mũi hết. Đấy, cái chỗ này của, đây nó là phòng tuyến hồi xưa chúng tôi có vẽ, thì các bạn nào mà theo dõi lâu thì các bạn sẽ thấy, tức là cái chỗ này là nó vòng xuống đây. Đấy, thì chỗ này nó khu vực này nó toàn là sông và hồ, thì nó từ chỗ này nếu mà Nga đã bắt được chỗ này thì rất là tốt. Thì trước đây thì Nga nói là coi như là sẽ lấy cái khu vực từ cái chỗ mà Novopakrovsk hoặc là cái chỗ Cherestina này là xuống cái chỗ Ura này thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy là bây giờ đã lấn ra tới đây rồi, lấn ra tới đây rồi, và Zaslo thực tế là được đây rồi. Thì còn cái chỗ khu vực này, khu vực này thì nó lại chủ yếu nó chỉ còn cái Novosilovka này thôi, nôm na là như vậy. Thì chúng ta thấy là tất cả hiện nay là bắt đầu bay bay Nga cũng đang bắt đầu máy bay Nga bắt đầu đang bay trên cái hướng này. Còn Sokin đây thì chúng ta biết là đang chuẩn bị tới chỗ Zevgenovka, Novopakrovsk thì đang xuống chỗ Novosilovka, và Uman cũng đang đánh lên. Thì nói tóm lại là cái khu vực này nó cũng chóng vánh thôi. Hiện nay các lực lượng của Ukraine chúng ta biết là người ta đang chạy xuống cái hướng này, cùng với Zasnoborovka chạy ra cái hướng cái đập ở dưới này. Đấy, ở dưới này chúng ta biết rồi. Thì còn cái khu vực trên này thì họ không chạy được, bởi vì là các cái chỗ này Nga là cắt sông hết rồi. Đấy, các sông là các cái này là không chạy được. Đấy, đây là các cái lối người ta chạy các bạn nha. Khu vực này nó chung ổn vậy thôi. Cũng từ sáng đến giờ nó cũng không có nhiều cái thông tin, tôi cũng xin thảo luận với các bạn chủ yếu là Nga đã giải phóng được một số cái nơi rất là quan trọng, trong đó có phần Sumy ở khu vực Donetsk. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.